chấp hành luật giao thông để cùng nhau ăn Tết bình an, vui tươi. Thưa quý vị, năm nay rất nhiều người về quê ăn Tết bằng đường bộ, có người đi ô tô riêng, có người đi xe khách, có người đi xe máy. Nhưng xin đừng vội, bởi vì không phải đi nhanh mà đi đến nơi an toàn. Ngày 3 tháng 2, trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua huyện Long Thành hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô khiến khu vực trên bị kẹt xe kéo dài nhiều km. Rất nhiều người đang nóng lòng về quê, mong muốn hành trình thuận lợi để sớm đoàn tụ người thân, nhưng chỉ cần một tai nạn trên đường là mọi sự tính toán đều bị xáo trộn. Tất cả là vì lái xe phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành các quy định của pháp luật giao thông. Nóng lòng về quê không có nghĩa là bất chấp, chỉ phóng nhanh cho được việc mình, tranh đường cho hơn người khác, mà phải đặt hai chữ an toàn lên trên hết. An toàn cho mình và cho người khác. Cứ dịp Tết, nhiều xe khách mở cuộc đua tốc độ, mục đích là quay đầu nhanh để chở thêm chuyến khác. Kiểu làm ăn tranh thủ này là đùa với tử thần. Các chủ xe không nên khuyến khích lái xe chạy nhanh để kiếm thêm một vài chuyến, bởi vì chỉ cần tai nạn xảy ra là thiệt hại rất lớn. Đừng tham cái nhỏ mà mất mát cái lớn, đó là tiền bạc, uy tín, thương hiệu và cao nhất là sinh mạng của con người. Một vụ tai nạn xảy ra là bao nhiêu khổ, ngày Tết phải nằm viện vì thương tật, thậm chí nhiều gia đình có người tử vong. Đó là bi kịch, là sự không may đầu năm, không ai mong muốn điều đó xảy ra. Những người lái ô tô về quê ăn Tết, muốn bình an, hạnh phúc thì phải cẩn thận trong đường đi lại, nhất là mùa cao điểm. Đường quốc lộ, cao tốc có lượng xe tăng bất thường, mỗi người phải tự biết bảo vệ mình bằng cách chấp hành tốt các quy định về giao thông. Ai cũng biết, bảo vệ mình có nghĩa là đã bảo vệ cho an toàn chung. Đối với những người đi xe máy, phải biết đi đúng phần đường dành cho xe máy, đừng vội vàng gây nguy hiểm cho bản thân và cho các lái xe khác. Xin lưu ý, tai nạn giao thông có nguyên nhân từ xe máy chạy ẩu chiếm tỷ lệ rất cao. Kêu gọi người dân giữ an toàn giao thông là một chuyện, nhưng quan trọng nhất vẫn là kiểm tra, xử phạt thật nghiêm. Vào những ngày này, các địa phương phải đưa lực lượng bám các địa bàn trọng điểm, dọc quốc lộ, tuần tra xử phạt để lái xe không vi phạm. Gia đình, người thân đang mong các bạn trở về để sum họp những ngày Tết cổ truyền. Hãy đi lại thật cẩn thận, thà chậm còn hơn không bao giờ đến. Linh vật rồng trước hết phải là biểu tượng của mùa xuân và thịnh vượng. Quý vị thân mến, Công ty Cổ phần Công viên Cây Xanh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã chỉnh lại một số chi tiết của cặp linh vật rồng sau khi bị chê là nhìn lúc giống rắn, lúc giống lươn. Cũng không chỉ mỗi cặp linh vật rồng ở Nghệ An mà còn có nhiều linh vật rồng của nhiều địa phương khác như ở huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa hay ở Quảng Ngãi nhận được nhiều ý kiến trái chiều, chê nhiều hơn khen sau khi ra mắt. Thậm chí, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thanh Hóa còn vào cuộc kiểm tra sau khi có rất nhiều ý kiến chê 4 linh vật rồng ở huyện Quảng Sương là rồng lạ, còi cọc, thiếu sự uy nghi, đặc biệt phần đuôi rồng giống đuôi con cá hố. Đến thời điểm này, gần như tất cả linh vật rồng ở các địa phương đều đã trình làng. Và thực tế cho thấy có rất nhiều linh vật rồng gây ấn tượng mạnh với người xem, nhận được nhiều lời khen ngợi như linh vật rồng ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Phú Yên. Nhưng cũng có rất nhiều linh vật rồng, nói như nhà nghiên cứu văn hóa, phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Sáu là thiết kế cho có lệ, kiểu họ có rồng thì mình cũng phải có một con rồng. Theo phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Sáu, rồng là biểu tượng cho quyền lực, thịnh vượng và sự sống. Cho nên, dù hình dáng nào, chất liệu kích thước ra sao, thì việc thiết kế tạo hình linh vật rồng phải đảm bảo tính chân thiện mỹ như truyền thống vốn có. Vẫn biết trong 12 con giáp, rồng là linh vật duy nhất không có thật, là do tưởng tượng mà ra. Đã thế, tưởng tượng về rồng chỉ nói riêng về phương Đông, mỗi quốc gia, mỗi thời kỳ lại có khác nhau rất cơ bản. Bởi vậy, trong thực tế, rồng Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam không con nào giống con nào. Và ngay cả trong nước thì rồng Triều Lý cũng khác rồng Triều Lê, rồng Triều Lê không giống rồng Triều Nguyễn. Là chưa nói đến việc có cả rồng lai giữa Việt Nam và Trung Hoa như thường thấy trên đồ sứ ký kiểu Triều Nguyễn. Rồi rồng cung đình không giống rồng trong dân gian, rồng của vua khác rồng của hoàng tử và quan lại. Bây giờ lại còn có thêm rồng truyện tranh, rồng đồ họa, rồng AL, muôn hình vạn trạng. Cho nên mọi sự khen chê đối với một linh vật rồng cụ thể chỉ có tính tương đối. Và một con rồng được cho là đẹp hay xấu còn phụ thuộc vào việc so sánh đối chiếu với con rồng nào trong lịch sử, tùy thuộc vào đề bài cụ thể của lãnh đạo từng địa phương, tay nghề văn hóa của người thiết kế cũng như từng người thợ chế tác.
Nhưng trên tất cả, người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng cùng có chung một quan niệm. Ngoài biểu tượng quyền lực, linh vật rồng còn là biểu tượng của mùa xuân, của sự thức dậy, sinh sôi và nảy nở, cho sự tiến bộ, sung túc, thịnh vượng. Vậy nên linh vật rồng, trước hết từ ý tưởng, thiết kế, tạo hình, phải cho ra được chất xuân, niềm hứng khởi, sự nảy nở, sung túc. Mùa xuân, năm mới, vận hội mới mà linh vật của tỉnh ta, thành phố ta, khắp nơi ai cũng chê xấu tệ, đã thế nhìn lại còi cọc, ốm yếu như thiếu ăn, lúc nhìn giống con rắn, lúc lại nhìn giống con lươn, thì đúng là cảm giác có chút nghèn nghẹn, khó mà nuốt trôi. Chiêu hút vốn khiến nhà đầu tư sập bẫy trong vụ Sen Tài Thu. Quý vị thân mến, vụ công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu bị phanh phui đã lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư, đang làm dư luận sục sôi. Đây là một vụ việc nghiêm trọng, cho thấy sự tinh vi của thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực huy động vốn hiện nay. Cơ quan điều tra xác định, đến đầu năm 2020, do việc mở rộng các cơ sở của hệ thống Sen Tài Thu trong thời gian dài, bà Phạm Thị Hòa và bà Nguyễn Thị Thùy Linh đã vay nợ số tiền lớn khoảng hơn 300 tỷ đồng, trong đó tiền gốc khoảng 100 tỷ đồng, tiền lãi 200 tỷ đồng. Đến năm 2022, bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh đã bàn bạc với Nguyễn Thị Lan Hương nâng khống vốn điều lệ từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phiếu. Ba bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm bà Phạm Thị Hòa, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh, nguyên Phó Tổng Giám đốc, con gái bà Hòa, và Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Tổng Giám đốc. Thủ đoạn của Sen Tài Thu khá là tinh vi. Họ lợi dụng uy tín của thương hiệu để phát hành cổ phiếu, trái phiếu với lãi suất hấp dẫn. Khi huy động được hàng ngàn tỷ đồng từ các nhà đầu tư, công ty đã chiếm đoạt luôn số tiền thay vì trả lãi như cam kết. Điều này cho thấy sự thiếu minh bạch trong hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với bị can Phạm Thị Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, giá trị trên hợp đồng đến công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu. Sau khi nhận tiền, công ty cắt từ 7 đến 30% cho các sale, số còn lại Linh, Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, các mối cho vay do Nguyễn Thị Lan Hương mang về. Đến thời điểm hiện tại, công ty không còn khả năng thanh toán. Công an sẽ sớm làm rõ trách nhiệm của Sen Tài Thu cũng như các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm minh. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần có cơ chế giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tránh để các đối tượng lợi dụng kẽ hở để thực hiện hành vi lừa đảo như thế này. Thời gian qua, nở rộ doanh nghiệp huy động vốn của nhà đầu tư. Theo ông Long, chiêu trò phổ biến là dùng lãi suất cao gấp nhiều lần lãi suất tiết kiệm, đánh vào sự hám lợi của người dân. Nhà đầu tư chỉ quan tâm tới lãi suất cam kết của doanh nghiệp, chưa tìm hiểu kỹ về năng lực tài chính, kết quả kinh doanh sẽ dễ rơi vào bẫy lừa đảo. Việc góp vốn đầu tư giao dịch là của dân sự, của nhà đầu tư và doanh nghiệp. Chỉ khi nào có dấu hiệu lừa đảo, tố cáo từ nạn nhân, cơ quan chức năng mới vào cuộc điều tra. Vì vậy, bản thân nhà đầu tư phải tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin của doanh nghiệp trước khi chuyển tiền. Vụ việc cũng là lời cảnh báo cho các nhà đầu tư rằng họ cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ các thông tin về doanh nghiệp và dự án trước khi đưa ra quyết định đầu tư, tránh bị các đối tượng lừa gạt. Cơ quan quản lý nhà nước cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Hy vọng vụ việc của Sen Tài Thu sẽ là bài học đắt giá cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư, qua đó góp phần lành mạnh hóa thị trường tài chính, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.